Hi chào anh, chào mừng em đã quay trở lại kênh Cát Tiền Tiêu Quang. Video này mình sẽ giới thiệu tới anh em những sản phẩm cáp sạc của Choetech với giá chỉ 2.000 đến 4.000 thôi, cực kỳ gọi là siêu hạt rẻ luôn. Và cáp sạc này xịn sò chính hãng trên Lazada, có sạc nhanh, hỗ trợ sạc nhanh 3W các kiểu. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua giá 2.000, 4.000 một cọng cáp nhá, siêu rẻ. Trước khi giới thiệu tới anh em cái cọng cáp siêu rẻ đấy, anh em là muốn trở thành thành viên VIP nhạc của tôi, mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em sẽ nhập mã ở chỗ cái thanh tìm kiếm search này, mở ứng dụng lên và gõ vào thanh tìm kiếm search là cái mã là code A còng, gõ cái dòng chữ này này, code A còng ca thêm đẹp trai và ấn tìm. Viết hoa viết thường đều được nhá, code A còng ca thêm đẹp trai, ấn tìm. Các bạn sẽ được lên VIP thì anh em nghe được nhạc 320kbit, nghe nhạc rocknet, download nhạc thoải mái, download nhạc không giới hạn, download nhạc bản quyền, xem video Full HD các kiểu vân vân. Ứng dụng nhạc của tôi nhá, anh em đều biết rồi, chương trình nghe nhạc phổ biến nhất hiện nay. Ai mà không làm được thì mình sẽ để link hướng dẫn chi tiết ở dưới video nhá. Rất dễ thôi, chỉ cần mở ứng dụng nhạc của tôi lên, vào thanh tìm kiếm gõ. Rồi, cáp sạc từ 2.000 đến 4.000 của Choetech đây, mình sẽ để cái link những cái mã giảm giá ở dưới video nhá. Anh em sẽ vào từng link để mua từng cái cáp. Đây là cáp micro USB này, 2.4A. Đấy, đây mã giảm 49.000 cho đơn 50.000, 49.900 cho đơn 50.000, coi như mã giảm hết rồi. Thì anh em chỉ trả sản phẩm này giá 2.500 thôi. Đây, mua ngay này. Đây, cáp này là 1.2m nhá. Chúng ta sẽ mất thêm phí vận chuyển nữa, tổng cái cáp này là 13.500. Đây, giảm 49.900. Cáp này rất là ngon nha anh em. Đây, em có thể xem thông số chi tiết. Đấy, 5V, 2.4A, 1.2m, cấu tạo rất là xịn sò, có hỗ trợ sạc nhanh. Và cái cáp đầu tiên anh em nhập mã là còn 2.500, cái cáp thứ hai là mã giảm 9.000 cho đơn từ 10.000. Chúng ta sẽ mua cái cáp này. Cáp này là cáp USB-C, nói chung là đủ các loại cáp từ micro USB đến USB-C. Đấy, cáp này đang bán, cái này Choetech chính hãng của Lazada, anh em yên tâm luôn, hàng xịn. Đấy, cái này là 3A này, Qualcomm QuickCharge 3.0, đấy, hỗ trợ sạc nhanh các thứ đầy đủ luôn. Cái cáp vừa rồi em nhập mã vào mua với giá 4.000 thôi, cộng phí ship nữa. Đấy, cái cáp này 100.000 cơ, 104.000, đấy, thì có cái mã giảm 100.000 cho đơn 101.000. Đó. Chúng ta siêu tầm xong rồi khi mua thì tự giảm giá thôi. Đây, 104.000 này, cáp này từ tai C sang tai C. Đấy, dùng để cho đồng bộ dữ liệu từ MacBook đến iPhone, hay là cho những cái củ sạc nào mà có cổng Type-C. Đấy, cắm vào những cái thiết bị Type-C để sạc. Đấy, như mình mua thì cáp này chỉ mất 15.000 thôi, mà giá gốc là 100.000 nhá. Mua thôi, quá rẻ. Và cái cáp cuối cùng mình giới thiệu đó là cáp Lightning, cũng 68.000 cho đơn 70.000 này. Cáp này thì anh em sau khi áp mã cũng giảm được 4.000, còn 4.000 cái cáp này thôi. Cũng 2.1A, cáp đang bán 72.000, 2.1A, hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone, iPad của shop Choetech nhá. Shop tặng kênh của mình mã giảm giá để anh em mua với giá siêu rẻ, sạc đồng bộ dữ liệu, copy dữ liệu rất là nhanh. Thì mỗi ngày sẽ có mấy trăm mã nhá. Đấy, anh em mà không mua kịp hôm nay thì anh em sẽ quay lại vào ngày mai, và mã sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 12. Hôm nay là 18 tháng 12, có nghĩa là trong mỗi ngày sẽ có mấy trăm mã. Hôm nay là 18 này, anh em không lấy kịp thì mai em quay lại lấy, ngày kia ngày kia. Đấy, 4 ngày nhá, còn 4 ngày để anh em lấy mã. Vâng, mua một cọng cáp chỉ 2.000 đến 4.000, cực kỳ rẻ. Link trở thành thành viên VIP nhạc của tôi và link lấy mã Choetech mình để ở dưới video nhá. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ở chỗ của kênh mình đặt 1 triệu sub nhá. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh em video, bye bye. Có những mã nào ngon thì mình sẽ làm ngay video cho anh em xem, để anh em mua hàng giá rẻ. Và nhớ ấn chuông để nhận thông báo khi mình làm video nhé.